Hello anh em nha. Hôm nay em giới thiệu cho anh em mình một cái gọi là một cái đuôi đèn hay là một bóng đèn ngủ đi. Đó, 3W nè. Bóng đèn nó hay nha, nhỏ gọn nè. Nó 3W. Chúng ta hay gắn vào đèn ngủ hoặc là ví dụ trong nhà. Buổi tối thì chúng ta phải bật cái đèn này. Rồi là đèn để thắp sáng ban đêm chẳng hạn, hay trước cửa nhà tắm chẳng hạn. Đấy, hay là lối đi hành lang để cho an toàn và để cho gọi là để an toàn. Thì chúng ta có thể dùng bóng này 3W thôi. Nhỏ gọn ha, đây nè hình ảnh đó nè. Thì cái bóng này thì nó là màu trắng nha, mình chỉ cần gấp vô ổ điện thì thôi, trong bất cứ nơi trên nào trong nhà có ổ điện chúng ta bật tắt đó. Tiện dụng thôi, mình thấy hay hay nên mình có nhập về và cũng giới thiệu cho anh em. Và gần đây thì Tâm cũng có tặng món quà này cho những em nào đặt đơn hàng trên trang web thiết bị điện Thanh Tâm á, thì Tâm cũng có tặng cái bóng đèn này gọi là tặng không á, kèm theo đơn hàng mà anh em đã đặt, thì Tâm thấy nó hay nên giới thiệu cho anh em mình sử dụng ha. Rồi nếu anh em mình cũng thấy nó hay và hữu ích trong gia đình á, thì nhớ bấm like và bấm chia sẻ cái video này để giới thiệu cho nhiều người khác cùng xem, cùng biết. Bóng đèn này rẻ lắm nè, nó không có đắt tiền đâu, dao động khoảng 10.000 đồng ha. Đấy, mà thấy nó rất là hay nha, trong đông có 4 slide, con led á, 4 con led. Đó, này sao con led nha. Giờ này nó có phần nhiệt nè, có cái tấm tẩy tản nhiệt nữa nè. Tại vì nó hoạt động lâu thì sẽ nóng á, có tấm tản nhiệt nè. Rồi, anh em đặt đơn hàng thiết bị điện Thanh Tâm thì có khả năng may mắn thì Tâm sẽ tặng cái đơn hàng này, cái bóng đèn này. Thì Tâm cũng tặng gọi là ngẫu nhiên thôi, chứ không phải tất cả các đơn hàng, mà hôm nay Tâm tặng cũng nhiều lắm rồi. Đấy, gần hơn 100 bóng đèn led này rồi đó. Rồi, thì đôi khi mình phải cho đi để mình cảm thấy nó cũng happy ha. Và cũng cảm ơn với khách hàng mình đã tin tưởng ủng hộ thiết bị điện Thanh Tâm. Rồi, đây một cái đuôi đèn khác sẵn mình cũng giới thiệu luôn. Cái đuôi này thì là đuôi hay gọi là đuôi đèn ngủ ha, nó cũng có nút nhấn tại chỗ nè và nó có remote điều khiển từ xa nha. Nó chết Tâm chưa lắp pin rồi. Nên đây khá là chúng ta điều khiển được từ xa. Rồi khi lắp vào thì nó thường dùng cho cái đèn mà đèn sợi tóc, đèn dây tóc á, thì chúng ta sẽ có chế độ sáng đây. Đó. Đây lúc bật tắt tại chỗ nè. Đó, bật tắt tại chỗ, thường dùng cho cái đèn dây tóc thì nó sẽ hay hơn. Rồi đó, độ sáng nè ha, sáng trưng luôn nè. Nó có độ sáng mờ nữa anh em, có chế độ sáng mờ nữa. Chúng ta phải bật cái remote này cũng được nè. Mà do ở đây là đèn, Tâm không có cái đèn dây tóc ở đây, chỉ có đèn led thôi, nên nó không có test được chế độ sáng mờ của nó. Đó, này chế độ chớp chớp ha. Đó, chế độ sáng nè. Thì đèn này đèn ngủ hay, anh em mình vô phòng ngủ rồi thì có thể tắt đèn mà không cần phải bước ra khỏi giường, khỏi mùng. Đấy, ví dụ nhà có con nhỏ chẳng hạn thì chúng ta dùng remote an toàn hơn là tiếp xúc trực tiếp với cái ổ cắm điện hay là với cái công tắc điện ha. Đấy. Rồi video cũng ngắn thôi, khoảng 3 phút, thì cảm ơn anh em mình đã xem và chúc anh em mình một ngày mới tốt lành ha. Và gọi là đăng ký kênh để ủng hộ Tâm, để tạo cho Tâm có thêm cái động lực để làm những video mới hay để hướng dẫn cái sản phẩm mới. Đấy. Rồi chung quy lại, Tâm vừa giới thiệu cho anh em mình cái bóng đèn đèn ngủ ha, và cái đuôi đèn ngủ điều khiển từ xa. Rồi cảm ơn anh em nha. Bye bye.